13 câu triết lý nhân sinh kinh điển giúp bạn thay đổi cuộc đời này. Đời người giống như một vở kịch. Trong vở kịch ấy, chúng ta có thể tự mình lựa chọn vai diễn cho bản thân. Có đôi khi, nhìn vào những trí huệ và cảm ngộ về cuộc đời của người khác, chúng ta có thể cảm thụ được chúng, ít nhất cũng làm thay đổi quan niệm sống của mình. Dưới đây là 13 câu triết lý nhân sinh giúp người đọc phát hiện ra rằng, kỳ thực, để có một cuộc sống hạnh phúc và bình thản không phải là một việc quá khó. 1. Khi bạn thù hận, oán hận người khác, thì người bị hận không hề đau đớn, mà chính bản thân bạn mới là người bị tổn thương, thống khổ, khiến bản thân đầy thương tích. Cho nên, sống trên đời luôn nhớ kỹ rằng, tuyệt đối không nên hận thù người khác. 2. Duyên phận giống như một cuốn sách, không để ý sẽ bỏ sót mất, đọc quá chăm chú thì sẽ rơi lệ. 3. Không tranh cãi với kẻ ngốc. Nếu tranh cãi với kẻ ngốc thì rốt cuộc sẽ không biết ai mới là kẻ ngốc. 4. Bằng cấp là huy chương đồng, năng lực là huy chương bạc, đối nhân xử thế là huy chương vàng, tư duy mới là quân át chủ bài. 5. Sự thành công của một người không phải được quyết định ở điểm khởi đầu mà là ở chỗ bước ngoặt. 6. Một người lớn lên tốt đẹp như vậy, xuất sắc như vậy, nhưng tự bản thân lại không biết thì chính là khí chất, phong độ. Một người giàu có như vậy, có tài hoa như vậy, nhưng người khác lại không biết, đây là tu dưỡng. 7. Nóng giận mà để nó phát ra thì đó là bản năng. Nóng giận mà ước chế được nó lại thì nó là bản sự. 8. Làm đi làm lại một việc đơn giản nào đó thì được gọi là chuyên gia, nhưng dụng tâm làm một việc trùng lập thì đó là người chiến thắng. 9. Thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người 6 tháng ròng. Nói chuyện phải dùng đầu óc suy nghĩ, việc nhạy cảm phải nói cẩn thận. Mỗi người phải tự quản tốt cái miệng của mình, đừng nhất thời để thỏa mãn cái miệng mà nói lời hàm hồ. Như thế tự nhiên có thể hóa thù thành bạn. 10. Coi trọng, hiểu người khác nhiều hơn một chút, luôn mang trong mình một lòng cảm kích, khoan dung. Khoan dung là một loại mỹ đức, cũng là một loại trí tuệ. Biển có thể dung nạp trăm sông mới có thể trở nên rộng rãi. Cảm ơn bạn bè vì họ giúp đỡ mình, cho mình sự ấm áp. Cảm ơn người thù ghét mình bởi họ cho bạn sự kiên cường. 11. Trên đời này có hai việc mà chúng ta không thể không làm. 1. Là đi. 2. Là dừng lại xem bản thân mình có một phần tâm thái tốt đẹp hay không. Tâm thái tốt là người bạn đồng hành tốt, giúp chúng ta mừng rỡ và khỏe mạnh. 12. Con người còn sống ngày nào chính là phúc khí, phải biết trân quý. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, đừng để tâm vào những chuyện vụn vặt. Như thế, thân mới có thể thoải mái, mà tâm cũng thoải mái. 13. Tiền có hai loại. Tiêu hết thì tiền là tài sản. Nếu để cất giữ không tiêu thì chỉ là giấy, là di sản. Thái độ sống của một người như thế nào sẽ khiến cuộc đời người ấy như thế? 13 câu châm ngôn về cuộc đời này có thể giúp bạn hướng đến một con đường đời tốt hơn. Hãy sống được thông thuận, suôn sẻ hơn. Hãy chia sẻ đến những người bạn của mình để cùng nhau làm cho thế giới này tốt đẹp hơn. Quý vị đang nghe kể chuyện trên kênh YouTube Ngọc Ngân.
Mời quý vị đăng ký kênh YouTube Ngọc Ngân để hàng đêm vào lúc 19 giờ nghe những mẫu chuyện hay và ý nghĩa.